Đây là loại hóa chất mà người phụ nữ này sẽ sử dụng để giấm chuối xanh. Chỉ cần vài giọt pha với nước là bà có thể làm chín 25 kg chuối xanh trong vòng 2 ngày. Chuối chín vàng là có thể đem đi tiêu thụ. Cái này loại này thì dùng cho tất cả các loại hoa quả muốn cần chín nhanh, như ví dụ như là chuối hồng hay là xoài hay là cam quýt đều dùng cái loại này hết. Cái thuốc này mua dễ thôi, cứ ra cửa hiệu cái là họ bán cho luôn thôi. Có 1.000 một ống. Cách thức này cũng được giới tiểu thương và nhiều người nông dân truyền tay nhau như một kinh nghiệm để giúp ngắn quá trình giấm chín trái cây. Bé có đủ đâu, bé đủ đấy. Khoảng tầm chục cân. Đây cũng me cũng cắt. Có hai, có độ 70 cân chưa giấm. Ta giấm thuốc này nhá. Cái tia rõ quá không được. Đó. Riêng giấm thuốc này nó phải mờ mờ. Mã nó được. Còn bên nhà cứ vừng ra này. Xong nó phá ra bên sau. Thụt. Mình phải giấm kỹ nó thì đỡ tiền, còn đâu giấm đất á. Cây tấn thì làm sao mà giấm được đất. Trong vai người mua buôn đủ đủ, phóng viên Chúng Ta Ăn Gì đã được chỉ dẫn tới cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật ở chợ Vạng, Hoài Đức, Hà Nội. Chuyên bán loại hóa chất được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc để giấm chín trái cây. Hôm trước bác gái, cháu có nhờ bác gái lấy cho cháu mấy cái thuốc giấm ấy. Lấy nhiều ít. Cháu lấy hôm đấy cho dặn bác đủ cho cháu 5 hộp. Ok, lấy 50 hộp cũng có thôi. Cái lần trước, cái đợt trước cháu mua là cái cũng hồ xanh như thế này, nhưng mà nó là một cái tuyết ngang, nó dính liền từng tuyết bé cơ. Cái kia là nó liền, nhưng mà cái điều cái đó để hay dập vỡ, hay xì chảy. Đấy là hàng địa phương. Đấy, cái này của nó phải được 60 cân trở lên. 60 cân. Bởi vì cái này, cái nu đủ này nó không thấm nước. Và đúng chất này cũng thích thấm ủ, chóng chín. Các loại thuốc này có giá bán từ 1.000 đến 2.000 đồng một lọ. Đáng nói là trên bao bì các loại thuốc này đều in tiếng Việt. Một bằng chứng cho thấy chúng được sản xuất để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam là chính. Một 1.643 hoạt chất hóa học với 3.902 tên thương phẩm. Đó là các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam theo thông tư số 21 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy vậy, trong danh mục này, tuyệt nhiên không có tên của hai loại hóa chất thúc chín trái cây có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Các loại như vậy là hóa chất mà có cái tên hoạt chất là Ethylphol mà chưa được đăng ký ở Việt Nam. Thế cho nên là những cái loại thuốc ở Việt Nam mà sản xuất các công đăng ký mà dùng các cũng là vi phạm, và thuốc nhập khẩu cũng là vi phạm, nên chúng tôi không đề nghị là không nên dùng. 50 triệu đồng, đó là mức xử phạt cao nhất đối với hành vi kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nằm ngoài danh mục cho phép theo nghị định 114 của Chính phủ. Nghĩa là chế tài đã có và hoàn toàn đủ sức răn đe. Vấn đề còn lại là trách nhiệm và khả năng phát hiện của các cơ quan chức năng. Năm nay chi cục chúng tôi đã như vậy là kiểm tra hơn 600 lượt cửa hàng. Thì cái kiểm tra thanh tra của chi cục thì không phải ngày nào cũng đi kiểm tra được. Đấy, kiểm tra nó mỗi cửa hàng được một đợt cũng đã là một năm là nhiều, chúng tôi hơn 1.000 cửa hàng. Một đợt một lần cũng là đã là tích cực rồi. Phải là cấp xã là chính. Thì cấp xã thì mới có thẩm quyền kiểm tra người sử dụng. Bởi vì có cầu thì mới có cung. Người sử dụng mà không như vậy, không tuyên truyền tốt và như vậy không kiểm tra, bởi vì cả xử lý cả người sử dụng, cả người buôn bán. Thế cấp xã mà không thực hiện được thì sẽ rất khó khăn. Lỗ hổng thì không có, chỉ có điều là như bạn biết ấy, là đối với lại cái kinh doanh ngoài chợ ấy, thì cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam mình á là cũng đang rất là tùy tiện. Thói quen mua bán tùy tiện như thế, với cái thói quen kinh doanh thế mà chúng ta cũng không đổi ngay một sớm một chiều được. Cho nên là cơ quan chức năng không thể dàn ra để mà giám sát 24/24 giờ đối với các đối tượng đó được. Trong khi các cơ quan chức năng còn bận đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, thì hàng ngày, hàng giờ, những hóa chất độc hại nằm ngoài danh mục
vẫn được mua bán, sử dụng một cách tràn lan. Vâng, thưa quý vị, ngoài chuối và đu đủ thì mít và sầu riêng cũng là một trong những loại trái cây có khả năng giảm thuốc cao. Hiện tại tôi đang có mặt tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, một trong những nơi có sản lượng cung lớn trái cây như mít và sầu riêng ra thị trường tiêu thụ. Và để biết được rằng những loại trái cây này có giảm thuốc hay không, và nếu giảm thuốc thì dùng loại nào, hàm lượng ra sao, thì sau đây xin mời quý vị cùng theo chân tôi đi tìm hiểu việc này. Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều loại hóa chất để giấm chín trái cây, hầu hết xuất xứ từ Trung Quốc. Có thể là dạng tuyếp nước hoặc chỉ tốn 2 triệu đồng cho một ký bột như thế này để giấm chín gần 20 tấn trái cây. Trái sầu riêng phải được thu hoạch khi đạt cỡ 9 tuổi, tức hơn 3 tháng kể từ ngày rụng hoa. Nhưng hiện nay, loại trái cây này thường được thu mua trước cả tháng và bị giấm chín ngay từ 1 đến 3 ngày nhờ vào sử dụng hóa chất. Phóng viên chúng tôi đã lần theo các thương lái thu mua sầu riêng và đã có một thương lái xin được giấu tên để chia sẻ cụ thể hơn về những loại hóa chất này được sử dụng như thế nào. Vậy là cái dạng thuốc Trung Quốc á, là nó có mấy loại anh ha? 2-3 loại. Nó có dạng bột và một dạng nữa là... Tiết. Tiết. Viên. Viên. Dạng bột 2 triệu một tiết. 2 triệu. 200 ngàn một lạng. Tí pha được nhiều hết. Nhiều quá. Hàng chục tấn ạ. Hàng chục tấn. Cái chất tét đó không phải là chất bảo quản. Cái chất bảo quản nó nằm ở dưới nước nhúng rồi. À. Cái tét đó là tạo cơm. Có thể là cơm vàng 7-8 tuổi nữa thì cũng vàng. Độ lạc bên trong nó vẫn lạc, không ngọt béo, vàng. Người thật. Mua cái sầu riêng ra thì không ăn, không biết là nó non. Nó vẫn chín bình thường. Nhưng mà chỉ ăn như mới biết thôi. Ăn như mới biết là sầu riêng cái chất lượng hay không mà biết. Trong cuộc trao đổi này, có xuất hiện thêm một loại hóa chất khác được người thương lái nhắc đến nữa, với tên gọi là phân bón lá. Em nói anh, nếu mà anh đi hàng bình thường thì anh cứ xài cái phân bón lá là tạm rồi, tạm ổn rồi. Nói chung là anh muốn chín cỡ giờ nào, cỡ bao nhiêu tiếng đồng hồ vẫn xử lý được hết rồi. Nó là gom chùm trong đó rồi. Còn thuốc Trung Quốc chỉ xài những cái dạng yếu, dạng non. Được biết, phân bón lá là một loại hóa chất được sản xuất tại Việt Nam. Và để biết thêm thông tin về hóa chất này, phóng viên chúng tôi đã dò la đến một cơ sở sơ chế mít tươi để làm mít sấy khô. Bởi theo ghi nhận thì dường như hóa chất này cũng được dùng cho những trái mít chưa đủ tuổi thu hoạch, tức dùng thúc ép để trái chín nhanh. Phía sau cơ sở này là nơi chứa những trái mít đã ngấm hóa chất và chờ sơ chế để làm mít sấy khô. Cái đó hay chứ không đủ tuổi á. Là mình thuốc bằng cái gì? Là mình phun qua một lớp thuốc phun chín trái. Mình ủ như thế này. À, không ủ cũng được nữa, mà ủ nữa nó lại. Cái thuốc nào vậy anh? Thuốc cái chín trái, làm chín trái. Làm chín trái. Chỉ phun lên ngoài hay là tiêm vô? Phun cho tiêm cũng được, tiêm là 100% luôn. Chín trái là xịt cái đó vô, nếu mà xịt cái đó vô ăn thôi mình độc hại đó nha. Sao cái trái chín là sao anh? Nếu mà sơ chế mình sử dụng nó là hơi bị độc hại đó. Nhưng mà nếu ở nhà anh ăn thì anh có dùng làm thuốc chín trái không? Không làm không hả? Hái chín vậy nè, hái chín vậy là hái già 10% luôn. Ở nhà ăn là không dùng thuốc? Không dùng thuốc, đừng dùng thuốc. Đừng, không nên dùng thuốc. Còn bán là mình dùng thuốc? Bán là tại vì mình hái ép là mình phải sử dụng thuốc. Không nó không chín. Nó chín nhưng mà nó chín lâu. Cái chín gì? Chú là năm đất ông muốn chín hả? Cái anh trai. Theo lời của người thương lái mua mít này nói, chúng tôi đã đến cửa hàng vật tư nông nghiệp để mua loại hóa chất có tên thường mà người dân hay dùng là thuốc làm chín trái cây. Nhiêu anh? 40 ngàn. Cái là mình dùng sao anh ha? Pha nước nữa. Dùng trực tiếp được không? Được. Và thực tế, trên nhãn chai thuốc này có ghi dòng chữ phân bón lá cao cấp. Điều này đồng nghĩa với việc cái tên gọi phân bón lá hay thuốc làm chín trái đều cùng một hóa chất có tên là phân bón lá cao cấp HPC97HXN với thể tích thực 500ml do công ty trách nhiệm hữu hạn sinh học HPH tại thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Trong thành phần hóa chất này có chứa hóc môn sinh trưởng ethylene 0,5% từ chất điều tiết sinh trưởng ethephone, một chất kích thích sự sinh trưởng và nhanh chín ở trái cây. Thay vì sử dụng như phân bón chỉ nên phun trái khi còn trên cây, thì một số người lại dùng pha với nước để nhúng trái sầu riêng vào, hay để nguyên chất chích thẳng vào cuống mít.
thông tư phân bón, về phân bón thì hướng dẫn rằng cái này là sử dụng để phun lên, còn nếu mà chúng ta sử dụng để mà ngâm hoặc tiêm chích thì cái đó hoàn toàn sai. Tuy nhiên nếu mà bà con chúng ta sử dụng trên cây ăn trái, nếu mà bằng cách tiêm hoặc chích vào hoặc là ngâm, thì những cái sản phẩm nào ngấm vào trong mà khi chúng ta sử dụng trái cây mà không rửa, tất nhiên là khi chúng ta cắt ra thì không thể rửa được cái sản phẩm mình ăn đâu, thì nó vẫn còn dư lượng trong đó. Mặt khác, không những sử dụng sai quy cách mà việc dùng đúng liều lượng hay không thì không ai đảm bảo, bởi việc kiểm tra hàm lượng tồn dư của hóa chất này trên trái cây thì hoàn toàn chưa thực hiện được. Thực ra là đến nay chúng tôi cũng chưa có đi thực hiện các cái test về cái mẫu của cái tác dụng của Ethefon này trên cái trái cây, vì nó thuộc là cái dạng phân bón lá, thì không chưa có làm được cái test này. Vì thực ra thì cũng không nắm được là thời điểm nào người dân sử dụng hoặc thương lái sử dụng, cũng như là cái hàm lượng người ta sử dụng bao nhiêu. Việc sử dụng hóa chất phân bón lá để thúc chín trái cây dĩ nhiên là không an toàn. Và điều đáng nói ở đây là trái sầu riêng được tiêu thụ mạnh qua đường tiểu ngạch đưa sang Trung Quốc, cộng với các tỉnh phía Bắc nước ta. Mặt khác, sầu riêng đưa qua Trung Quốc hầu hết đều được giấm chín bằng hóa chất, và nếu gặp phải thời điểm cung vượt cầu hoặc bị phát hiện lỗi từ thương lái Trung Quốc, thì chúng lại được tuồn ngược trở lại về miền Bắc nước ta. Ở Việt Nam mình, là mình làm xong mình đem ở đó, là nó chỉ đi thôi. Còn bây giờ đó, là hàng Trung Quốc là mình không được làm. Buộc các cái riêng đem thẳng ra ngoài cho nó tự động nó làm. Cho nên cái thuốc của nó là nó làm thôi, chứ mình đâu có biết. Mình chỉ biết cái công thức là thuốc vậy thôi, chứ còn mình không biết là thuốc gì. Không nắm được cái thuốc đó là thuốc gì hết. Nó đem thẳng bên đó qua mà. Chủ nó về đây mà. Mình không có giấy phép, không có cái đi được. Nó có. Thường thường mà anh mấy bữa là anh hồi đó anh đưa hàng ra Bắc á, là anh phải nhúng như sao? Cái đó mình đúng theo cái tỷ lệ, làm sao cho trong vòng, ví dụ mình canh, ví dụ đi tới bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa mình canh cái tỷ lệ. Thế anh nhúng bằng cái gì? Thuốc không bóng lá. Và thêm một thuốc nữa. Nói chung còn một cái nữa mới đi được. Còn nếu như mà mình nhúng một thứ ra ngoài, ví dụ bạn hàng bán không kịp hàng, nó bị xuống màu, phải có thêm một phần nữa. Một phần nữa là cái gì? Anh hỏi đây là gì? Chợ Long Biên, mối buôn hoa quả lớn nhất nhì khu vực miền Bắc. Trong đó gần 50% trái cây là từ miền Nam chuyển ra. Theo các tiểu thương, lượng trái cây này một là mối trực tiếp từ miền Nam ra, hai là hàng từ miền Nam bị trả về từ các cửa khẩu xuất bán trái cây theo đường chính ngạch hoặc tiểu ngạch. Một lượng sầu riêng hay mít miền Nam đã theo con đường thứ hai để có mặt tại thị trường phía Bắc. Trung bình nhà em bán là một xe tấn tư, mà về còn tranh nhau. Các bản thời điểm này nó cũng là đầu vụ nữa nên là giá nó cao quá. Sầu riêng này thì người ta ưa chuộng. Giá nó cũng hơi cao, nhưng mà với lượng, với cả nhu cầu của người dân miền Bắc, người ta vẫn tiêu thụ bình thường. Người ta vẫn tìm và ăn, thì nói chung là số lượng tiêu thụ vẫn bình thường và vẫn cao hơn mọi khi. Tất nhiên là tăng hơn cho mấy năm trước. Ví dụ như dân Hà Nội biết ăn sầu riêng rồi. Cái lượng tiêu thụ những cái năm gần đây thì nó có thể gấp khoảng tầm 30 lần so với cái này, phải gấp đôi, gấp ba so với mấy năm trước. Tuy nhiên, để có thể đến được tay người tiêu dùng ngoài Bắc với mẫu mã đẹp, thì theo tiết lộ của nhiều tiểu thương, họ đều phải mua sầu riêng hay mít khi trái còn khá xanh. Thì nó ra đây nó xanh rồi, đi đường dài rồi thì độ 3 ngày 3 đêm đây thì toàn bộ là thì ra đây mình bán vài hôm là chín là giờ là tiêu thụ nó nhanh hơn. Thường là em hay mua kiểu ương một tí, kiểu gần chín ấy, xong để khoảng tầm 3 đến 5 ngày hoặc là 7 ngày nó chín, khách ấy chọn ăn là vừa. Cũng theo nhiều tiểu thương tiết lộ, nếu đến ngày bán mà hàng của một số chủ buôn chưa chín thì có thể nhiều gian thương dùng thuốc giấm để kích chín, bán cho đúng dịp hàng. Nếu mà người ta bứt là người ta chỉ bứt rằng 80-70% là ra đây là vào 10% là gì? Người ta cho mỗi một thùng nó chỉ còn một ít đất đèn thôi, ra đây là nó ứng đầu là người ta bán, mà người ta giấm đây là gì? Thì nó mới vàng được. Nếu là bứt non thì không giấm, nó không chín được. Các chị buôn là các chị biết rồi, các chị tức là từng chỗ người ta giấm hay không là do mình. Tức là bây giờ ví dụ như là chị bán nhanh thì chị giấm, về phát là chị cần buôn hết ngay. Thì có thể là chị giấm cho nó chín đi, về coi là chị cần bán hết ngay.
Nhưng mà bây giờ về chị bán thân chị bán, chị không bán được hết ngay. Chị dấm như này xong là ngày mai là nó thối ra là chị đổ đi. Dấm đây này là nên đục cái thuận lỗ đây này. Xong cho thuốc vào nhét cái bông vào đây này. Nhưng cái mình không dấm thì là cái cuốn này nó không có thuốc, thế thôi. Với sầu riêng, giá bán lẻ là 120.000 đồng 1 kg. Mít miền Nam là 50.000 đồng 1 kg. Nhưng vẫn có rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Khi được hỏi có thể phân biệt được loại sầu riêng hay mít nào bị dấm với loại thông thường hay không, thì hầu hết người tiêu dùng đều rất mơ hồ. Thì mình chịu. Tại vì là bây giờ mọi thực phẩm người ta dấm, người ta cũng có kỹ thuật như nào, mình cũng không thể biết được. Thực ra khi mà mình quan sát, nhiều khi phải mình ăn thử vào mình mới biết được ấy. Chứ còn nhiều khi nhìn bên ngoài khó mà phân biệt được ấy. Và mít bây giờ coi như là bác ăn bác thấy kiểu nó không như ngày xưa. Ngày xưa nó ngọt, nó dịu. Thì là đấy, tất cả mua trong hàng rau sạch đấy cả, thì cứ tin là như thế thôi chứ còn cũng chẳng biết. Đến những hàng quen thì người ta, như là mình khách quen thì người ta phải bán cho mình cái hàng tử tế. Chỉ mua với niềm tin đối với người bán hàng là cách mà người tiêu dùng đang lựa chọn để sử dụng những loại trái cây này. Không ai dám chắc rằng khi đứng trước lợi nhuận, những gian thương không sử dụng những loại hóa chất dấm không rõ nguồn gốc để bày bán trên các sạp hàng của mình. Hiện nay trên thị trường còn tồn tại khá nhiều những chất hóa học để giúp cho trái cây chín nhanh hơn. Trong đó thì có loại chất hóa học như tôi cầm trên tay ở đây. Vậy thì chất hóa học này khi mà dấm trái cây thì nó có thực sự an toàn đối với người tiêu dùng hay không? Chúng tôi đã tìm đến chuyên gia là tiến sĩ Nguyễn Văn Khải để có câu trả lời chính xác nhất. Bây giờ chúng ta nhìn này, chúng ta có quả thứ nhất, chín chiếc cây rất đẹp. Và đây thực chất là loại quả chất lượng cao. Loại thứ hai cũng là quả chín tự nhiên trên cây, nhưng độ chín chưa bằng. Quả thứ ba là còn nguyên màu xanh. Tôi sẽ ngâm, tôi sẽ thúc chín và xem sau 2 ngày, 3 ngày xem nó có chín vàng như thế này không. Ở đây số lượng của tôi là 4 lít, tức là tôi sẽ dùng 2 ống. Sau 2 ngày, chúng tôi đã thu được kết quả khá bất ngờ. Hai quả đu đủ ngâm thuốc đã chín vàng đều với màu sắc khá đẹp mắt. Quả đu đủ không sử dụng thuốc dấm từ Trung Quốc vẫn còn khá xanh. Nếu như là tôi thì rõ ràng tôi sẽ không dùng những cái quả đã được dấm etylen này. Lý do thứ nhất là nó biến đổi chất của cái hương vị của nó mất. Nếu như có nhiều rõ ràng là độc rồi. Bởi vì nhóm etylen không có lợi cho cơ thể ta cả. Người ta ghi rất rõ cái ống này pha 2 lít. Nhưng người nông dân thì pha chắc. Đã có lần tôi đến một nơi người ta trồng cà chua. Trên một thân cây đó là cõng 8 loại thuốc trừ sâu. Đến bây giờ lại quả cà chua lại được dấm cái này. Thế ta thấy cái etylen này nó tác dụng các loại thuốc trừ sâu ấy. Đấy mới là cái nguy hiểm. Theo các chuyên gia, các thuốc giúp trái cây màu chín đang được sử dụng tại Việt Nam đều có thành phần chính là etrel. Hiện các nhà khoa học mới chỉ nghiên cứu được định tính, tức những độc tính thể hiện bên ngoài của loại chất này như gây kích ứng da, ăn mòn, sưng tấy, gây xoăn mắt. Còn việc nó có tác động mãn tính trên cơ thể con người như thế nào thì vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể. Vì vậy, các nhà khoa học khuyến cáo nên thận trọng khi sử dụng loại hóa chất này.